đây là thành phố Mỹ Tho các bạn. Ở đây là thành phố Mỹ Tho. Và mình đi về Cái Lẩy các bạn, về thị xã Cái Lẩy. Mình đi đường vòng các bạn. Các bạn thấy mà xe chạy trên cao cao, cầu cao cao đó, cầu Rạch Miễu các bạn. Mình chạy dưới chân cầu Rạch Miễu để về thị xã Cái Lẩy, tỉnh Tiền Giang. Hai vợ chồng mình đang ở chân cầu Rạch Miễu ở thành phố Mỹ Tho. Mình đi thẳng ở trên đường DT 864. Mình đi vòng, mình đi vòng về thị xã Cái Lẩy. Nếu mà từ đây các bạn đi ngang quốc lộ 1A thì tầm hai mấy cây số sẽ đến thị xã Cái Lẩy. Còn mình đi vòng đây thì khoảng 4 mấy cây số. Mình đi để ngắm cảnh đẹp, cặp bờ sông Tiền, cầu là cầu Bình Đức. Phần này là phần 1, mình sẽ quay từ cầu Rạch Miễu ở thành phố Mỹ Tho đến khu di tích Rạch Gầm các bạn, ngay chỗ cầu Rạch Gầm các bạn, trên đường 864 này luôn, khoảng 15 km, 45 cây gì đấy. Ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đường này là đường DT 864, hướng đi từ cầu Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu,
để đi về thị xã Cái Lậy các bạn, hoặc là các bạn đi Cái Bè, đi về Cái Bè đi Cổng Mỹ Thuận đều được các bạn.
Kinh Sáng trên đường 864 ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Con sông Tiền ở bên trái rất là lớn. Kẹt xe do xe ra vào cảng các bạn. Ở đây cảng rất là nhiều.
Miếu, rẽ trái các bạn. Các bạn rẽ trái để vô bến phà tạm Rạch Miễu. Đi thẳng mình đi về hướng Cái Bè. Các bạn rẽ phải thì các bạn ra quốc lộ 1. Mình tiếp tục đi thẳng. Đường thì giới hạn trọng tải là 10 tấn nha các bạn. Giới hạn trọng tải là 10 tấn. Các xe trọng tải lớn thì đều ra quốc lộ 1. Sau khi tiếp xăng đầy đủ và mình tiếp tục lên đường. Lên đường đến địa điểm là Rạch Gầm Xoài Mút các bạn. Và ngay trước mặt cây xăng luôn các bạn. Và mình tìm cách đi vào khu di tích lịch sử Rạch Gầm Xoài Mút. Đây có Đức Quảng và mình
ok không? Và mình hỏi thăm ở bên cây xăng thì người ta kêu dỡ cái cây này lên và chạy vào. Và mình sẽ đậu đợi xe đây. Mình tìm cách để đi vô các bạn. Đi vô khu di tích lịch sử Vịnh Gầm Sợi Mút, nơi vua Quang Trung đánh thắng trận các bạn. Tìm đường mình vô. Rồi vợ chồng mình đi vào tham quan các bạn. Đây là cái bảng sẽ ghi cấp độ dịch. Đi vào các bạn. Đi vào và mình hỏi chú ở ngoài phía trước, chú nói thì cứ đi vào. Đây là khu di tích lịch sử Rạch Gầm Xoài Múc, nhà trưng bày. Cây cây to, cây này thì xanh cái gì. Bên nay ngày thường đóng cửa hết. Đây là quốc lộ đường tỉnh DT 864. Đây là tượng đài chiến thắng Rạch Gầm Xoài Múc 20 tháng 1 năm 1785 các bạn. Rất là cao. Và trời rất là nắng. Nguyên khu di tích của mình không ạ? Rất là nắng. Bờ sông. Toàn cảnh. Khu di tích lịch sử Rạch Gầm Sợi Mút. Ở ngoài đây có một chiếc tàu du lịch các bạn. Ở đây cái cổng đi ra phía sau. Đi ra sao? Cấm tắm tại đây, cấm giết bậy, bồi bẩn. Và đây là một cái cổng đi ra phía bờ sông. Rất nhiều cây bần các bạn. Mình ra thử. Có chiếc tàu đậu ngay cầu cảng. Cầu đi xuống.
cái bằng, có cái bằng đó. Đường đi xuống rồi xong. Đây là nơi chiến thắng lịch sử Rạch Gặp Sòi Mút của vua Quang Trung Nguyễn Huệ các bạn. Bên đây cũng có đường đi xuống. Còn đây là sông Tiền rộng bao la. Đây cũng có bậc đi xuống. Đi xuống rồi xong. Và trưa trời rất là nắng, nhưng mà vô trong khu du lịch, khu di tích này rất là mát rồi, cây rất là nhiều. Mình trở vào á. Ngoài đây nắng quá. Ở đây là phía bờ sông nhìn vào di tích lịch sử Rạch Gầm Xoài Múc. Ở đây là hai mặt tiền, một mặt là bờ sông Tiền, một mặt là trên đường DT 864. Hồi nãy giờ mình đi là ở địa phận huyện Châu Thành, mà không biết ở đây nó nằm ở huyện Châu Thành hay là ở Cai Lậy, mình cũng không có để ý. Mình đi tới ra mà, đây là nhà trưng bày. Do hôm nay ngày thường nên người ta đóng cửa. Đây là toàn cảnh nguyên khu di tích, chỉ có mình đi các bạn. Hoàng là đường DT 864, tượng đài chiến thắng Rạch Gầm Xoài Múc 20 tháng 1 1785. Đây là khẩu đại bác. Và mình đi trở ra chỗ xe đậu ngay cổng mà. Đây là vợ mình. Do không có người dưới xe nên vợ mình ở ngoài dưới xe. Và vợ chồng mình xin kết thúc video phần 1 của đường đi từ thành phố Mỹ Tho đến thị xã Cai Lậy bằng đường cặp bờ sông Tiền các bạn. Và đây là kết thúc phần 1 từ cầu Rạch Miễu về đến khu di tích lịch sử Rạch Gầm Xoài Múc. Ngay chỗ cầu Rạch Gầm Xoài Múc các bạn, chỗ cầu Rạch Gầm trên đường tỉnh 864. Và mình tiếp tục làm phần 2 từ khu di tích này về đến cầu
xã Rài. Và mình tiếp tục cuộc hành trình. Cầu Ba Rài các bạn. Cầu Ba Rài. Cầu Ba Rài trên đường này luôn. Và mình xin kết thúc video tại đây. Và xin cảm ơn.